Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày mùng 3 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 11 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm nào mình, các bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo, và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn sản phẩm đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung Lot 4 các bạn nhé. Này. Lot 4. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách nhé. Đây, khách dùng rất là dữ ạ. Đây, rất là dữ, rất là đẹp đấy ạ. Này. Lot 4 đấy, khách dùng dữ rất là đẹp nhé. Hình thức con này còn trên 90% các bạn nhé. Này. Này, máy zin nguyên bản luôn này. Đó. Máy còn zin nguyên bản. Này. Hình thức con này là con Lot 4 này, hình thức là trên 90%. Lot 4 thì nó có cái bút nhé, các bạn dùng rất là thích này. Màn hình của nó 5,5 inch rất là to. Con Lot 4 này nó có cái bút này. Đấy, các bạn dùng bút bút vẽ vẽ các kiểu rất là ok nhé. Đấy. Lot 4 nhé. Lot 4 đấy. Lot 4 đấy ạ. Đấy. Và sản phẩm Samsung Lot 4 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.400.000 các bạn nhé. 1.400.000 sản phẩm Samsung Lot 4 đấy nhá. Máy màu đen bóng đẹp, rất là đẹp. Máy màu đen rất là đẹp đấy các bạn nhé. Máy màu đen bóng rất là đẹp các bạn nhé. Con này thì mình sẽ tặng kèm bạn một cái ốp dẻo nhá. Đấy, khách có dùng ốp dẻo này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 4 các bạn nhé, là hàng sớm nhất nhá, chỉ với giá 1.400.000 nhá. Đấy nhá. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Một các bạn là hình thức là chọn hình thức là chuyển khoản trước, và hình thức thứ hai các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50.000 và 100.000 tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhá. Và đây là số Zalo nhà mình, và đây hai số nhà mình đây. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình. Thì các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng mình, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình. Và ở xa thì các bạn có thể là bên mình có ship và hình thức là máy lỗi, thì các bạn có thể là gửi theo địa chỉ cửa hàng nhà mình nhé. Nên mình sẽ bảo dưỡng và sửa chữa cho các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung này, Samsung A70 các bạn nhé. A70 thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Con này thì hình thức là đẹp, máy đẹp là trên 95% nhé. Máy đẹp gần như là mới luôn các bạn. A70 thì cấu hình con A70 này cũng bạn cũng biết rõ rồi. RAM con này là RAM 4GB. Các bạn là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB con A70 đấy các bạn nhá. Đấy. RAM 6GB, bộ nhớ 128GB nhá. 128GB ạ. Con RAM 6 bộ nhớ 128GB A70 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.600.000 nhá. 4.600.000 đấy ạ. 4.600.000 sản phẩm Samsung A70 đấy ạ. Đấy. Máy đẹp leng keng như mới luôn này. Màn hình con này là màn hình là 6,7 inch nhé. Con này thì nó đang bị hết pin, nên là mình chưa có, mấy hôm nay mình vừa quên mất mình chưa sạc pin cho nó nhé. Đấy, Samsung A70 đấy. Màn hình nó rất là to. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 thì các bạn nhanh tay mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 4.600.000 nhé. Rất là rẻ nhé. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được mấy cây S7 cơ. Đây. Mấy cây S7. Hôm nay thì mình về được lô S7 này. Đấy, lô Samsung S7 này. Đấy, hôm nay nhà mình về được khá nhiều là Samsung S7 nhá. Hôm nay nhà mình về được là 1, 2, 3, 4, 5 con. Mình về được 5 Samsung S7 nhá. Thì mình sẽ báo giá tình trạng từng con nhé. Đánh dấu đây rồi. Con này thì là đấy, con S7 này, con này là bản công ty 2 SIM. Con này S7 này bản công ty 2 SIM thì con này thì nút home nó chỉ hơi bị chảy một chút thì các bạn nhé. Này ạ. Hơi bị chảy một chút thôi. Thì con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.850.000 nhá. 1.850.000 sản phẩm Samsung S7. Đấy, S7 đấy ạ. Con này màu đen, con này là bản công ty. Bản công ty 2 SIM. Bên mình đang bán các bạn giá 1.850.000 nhá.
Đấy. 1.850.000 đấy, S7 đấy, hai sim nhé. Hình thức của máy còn 90%, chỉ bị cái nút home bị hơi bị xước một chút thôi các bạn nhé. Kiểu dùng lâu ngày ấy, cái nút home mà xước thì không thể tránh được nhá. Con này là 1.850.000 nhá, thì mình sẽ đánh dấu là con số 1 thì các bạn dễ lựa chọn nhé. Nói chung S7 các bạn dùng rất là thích. Cấu hình của S7 này là cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Thì các bạn dùng rất là tuyệt vời, tại vì ngày xưa nó là siêu phẩm mười mấy 20 triệu mà. Bây giờ các bạn dùng cũ lại rồi thì nó vẫn rất là ngon, rất là ok ạ. Con này 1.850.000, con này là bản công ty hai sim nhá, số 1 1.850.000 nhá. Và con này là con số 2. Số 2 con này cũng là bản công ty hai sim ạ. Con này là con số 2 bản công ty hai sim. Đấy. Bản công ty sim, con này thì máy nó khá là đẹp nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.900.000 nhá. 1.900.000. Hình thức là máy đẹp là trên 90% nhá. Đây, máy màu gold đẹp trên 90%. Con này là bản công ty hai sim. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.900.000 nhá. Đây, con màu gold này 1.900.000 đấy. Đấy, S7. Nói chung tí nữa các bạn nghe nhạc của S7 thì nghe sướng lắm. Đấy. Các bạn nghe nhạc không lời tuyệt vời luôn. Các bạn nghe nhạc không lời tuyệt vời luôn. Nói chung là loa S7 thì các bạn nghe sướng lắm. Đấy. Nói chung là cái loa S7 các bạn nghe nhạc cực kỳ là sướng nhá. Con này là 1.900.000. Số 2 nhá. Đây. Con số 2 này là 1.900.000 nhá. À, hình thức là máy đẹp trên 90% nhá, con này rất đẹp đấy. Cái loa nó nghe buổi tối nó nghe ức quá. Khó chịu quá. Đấy, và con này là con số 3 này. Số 3 thì con này là bản một sim. Mình xem con này là mấy sim nhá. Đấy, con này là bản một sim này. Một sim con này thì là 1.800.000. Nút home thì nó bị hơi bị phẩy phẩy một chút này. Con này là 1.800.000 các bạn nhá. Đấy. Dạo này hàng ở khu vực Hà Nội thì nó rất là khan, là rất là nhiều ít hàng, thì chắc phải vài hôm nữa thì mới có nhiều hàng cho các bạn nhá. Số 3 này 1.000.000 này, 800.000 này. Đấy. Đấy, số 3 là 1.800.000 nhá. Con này là một sim nhá. 1.800.000 một sim đấy nhá. Đấy. Hình thức là máy đẹp là cũng là 90%. Nhưng mà cái nút home thì nó bị hơi bị xước một tí thôi. Con này cũng là hình như con này là bản công ty này. Đấy. Con này là bản công ty, cũng là bản công ty hai sim. Đấy, hai sim. Hình thức con này cũng đẹp là 90%, trên 90% này. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.900.000 nhá. 1.900.000 đấy. Rất nhiều S7. Một triệu 900.000. Con này là con số 3, số 4 nhé. Số 4 nhé. Tại vì các bạn mua con nào thì các bạn đọc số lên cho mình nhé, để mình dễ nhớ nhé. Con này thì hình thức cũng khá là ok, trên 90%. Bên mình đang thanh lý bạn, các bạn với giá là 1.900.000 nhé. Đấy, mình sẽ báo giá luôn đây. 1234 nhé. Con này là con số 5 con số 5 con này thì là xem mình xem là mấy sim. Con này là cũng là bản một sim nhá. Bản một sim thì con máy này còn khá là đẹp này. Con này còn trên 90% này. Đấy, trên 90%. Thì con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.900.000 nhá. 1.900.000 đấy. Con này bản một sim ạ. Con này là số 5 này. 1.900.000 này. Con này nó bản một sim nhưng mà hình thức cũng khá đẹp nhá. Con này hình thức là đẹp nhất luôn các bạn nhé. Đẹp nhất luôn. 1.900.000.
Và tất cả nhà mình thì có 1, 2, 3, 4, 5 con Samsung S7 thì mình sẽ báo giá tất rồi. Các bạn thích con nào thì các bạn đọc số lên cho mình nhá, thì mình sẽ lựa chọn cho các bạn nhá. Đấy, S7 đấy nhá. Nói chung là S7 dùng nó sướng lắm. Thì vì ngày trước nó là cấu hình nó khỏe khủng mà, đâm mà bây giờ nó dùng rất là sướng các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được cây Oppo A39 này. Oppo A39 ấy, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB ạ. Con này thì hình thức cũng rất là đẹp nhá. Hình thức máy còn 90% các bạn nhá, Oppo A39 đấy ạ. Máy hình thức còn 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.450.000 nhá. 1.450.000. Hình thức máy còn đẹp 90%. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá 1.450.000. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ con này là 32GB nhá. Oppo A39 đấy ạ, rất là rẻ. Và hôm nay nhà mình về được con này là con gì nhỉ, Redmi 3. Con này thì hôm nay vừa mới thâu của một em gái quê rất là xinh đấy ạ. Đấy. Này, em gái này rất là xinh ở quê mình đấy nhỉ, gần nhà mình. Hôm nay thì mình cũng quên, mình chưa xem nick face. Redmi 3, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ con này là 32GB nhá. Con này thì hình thức còn máy còn độ 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Còn Redmi 3 này, pin con này là pin 4000. Con này được cộng đồng mạng đánh giá pin rất là trâu bò. Mặt lưng thì có hơi phải phải sức sức theo thời gian này thôi các bạn nhé. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng nhá, 2 triệu đồng sản phẩm Redmi 3 này nhá. Màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tay thỏ tay chuột. Đây. Này là một cô em gái dùng rất là dữ nhá. Đấy, Redmi 3 này nhá. 2 triệu đồng. Cấu hình là RAM 4GB. Các bạn, là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Pin là 4000 nhá. Pin 4000 dùng rất là trâu bò đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 3 này các bạn nhé, tại hàng mình sớm nhất nhá. Rồi mình giới thiệu đây, mình buồn ngủ quá. Đấy, và đây là con 5S. 5S thì hôm nay mình vừa mới thâu con này của khách xong. Con này thì máy zin đét luôn. Máy của khách zin đét nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, zin đét nguyên bản luôn. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.1 triệu nhá. 1.1 triệu 5S này. Con này là bản 16GB, bản là Mỹ này. Bản Mỹ 16GB, vân chân vân tay đầy đủ. Hình thức là máy khá là đẹp nhé các bạn nhé. Đấy. Vỏ thì có phải phẩy đôi chút thôi. Đấy. Đấy, phẩy đầu chút này. Đấy, tặng kèm các bạn một cái ốp dẻo nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.100.000 nhá. Con này thì máy zin đét nguyên bản nhá, men zin màn zin các bạn nhá. Men zin màn zin này. Đấy. 5S màu trắng đấy ạ, tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là máy phụ nghe gọi rất ok nhá. 1.100.000 nhá, tặng kèm bạn một cái ốp va đập đấy nhá. Đó. 5S màu trắng, men zin màn zin. 1.100.000 nhá các bạn nhá. Rất là rẻ. 5S đấy, 5S 2020 rất là rẻ. Ngày trước con này mình nhớ thằng bạn mình là mua con này gần 20 triệu cơ, 15 16 triệu cơ, nhưng bây giờ chỉ với giá là 1.1 triệu nhá. Rất là rẻ nhá, 5S ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là Samsung A7 2018 á. Đấy, A7 2018, con này là bản Hàn, một SIM. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đấy. Con này thì vỏ phẩy theo thời gian nhá. Vỏ phẩy theo thời gian nhá. Đấy. Con này thì vỏ lưng phẩy theo thời gian nhá. Mình sẽ tặng kèm các bạn một cái ốp dẻo này nhá các bạn nhá. Sản phẩm Samsung A7 2018 này. Con này thì bên mình đã thanh lý bạn với giá là 2.500.000 nhá. 2.500.000 sản phẩm Samsung A7 2018 này. 3 camera. Con này là bản Hàn, một SIM. Bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.500.000 nhá. 2.500.000 đấy. Rất là rẻ đấy. A7 2018 các bạn đã biết rồi. Con này thì cộng đồng mạng đánh rất giá rất ok, dùng rất là sướng ạ. Rất là rẻ. Giới thiệu đây mình cũng buồn ngủ quá rồi. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay, đây mình còn có nữa cơ. Con A8 2018 thì con này là bản 2 SIM nhá. A8 2018 con này là bản 2 SIM ạ. Bản 2 SIM. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là khách cũng có rơi vỡ một lần rồi, rơi cái vỡ lắp lưng này. Khách cũng có báo với mình là thay lắp lưng một lần rồi các bạn nhá. Đấy, thay lắp lưng một lần rồi. Đây. Hình thức viền với màn rất là đẹp nhá. Khách thì có thay lắp lưng một lần rồi. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.400.000 nhỉ. 2.400.000.
sản phẩm Samsung A8 2018 á. Con này là bản 2 sim nhá, bản 2 sim ạ. Con này thì khách thay lắp lưng một lần nữa nhá. Tại vì mình đấy, nói chung là mình mua sao thì mình nói vậy. Thì còn mình cũng không nói thì các bạn cũng không thể biết nhá. Thì vì khay lắp lưng thì cũng khá là mới, khá là đẹp nhá. Đấy. Rất ok ạ. A8 2018 đấy ạ. Này, con này thì rất nhiều người đam mê, rất thích nhỉ, 2.4 triệu nhỉ. Đây, và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con Soli XZ1 này. Hôm nay nhà mình vừa mới về là con Soli XZ1 đấy ạ. Soli XZ1, cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là gì nhỉ? Bộ nhớ con này là 64GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn vì giá là 2 triệu mốt nhá. 2 triệu mốt sản phẩm Samsung XZ1 nhá, à gì sorry. Mình nhầm các bạn, Sony XZ1 nhá. XZ1 ạ. Con này với giá là 2.100.000, con màu đen nhá. Hình thức là máy đẹp 90% nhá. Đấy. Máy đẹp 90%, 2.100.000 đấy ạ. Sản phẩm Sony XZ1 nhá. XZ1 đấy ạ. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Chip con này chip Snapdragon 835 các bạn nhá. Pin là 2K7 nhá. XZ1 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Soli XZ1 thì các bạn nhớ đặt hàng là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo. Đấy. Và hai là liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình, và ba là qua chỉ cửa hàng như mình nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn xem video mình thì hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, subscribe, chia sẻ ủng hộ mình. Và bây giờ thì mình cũng xin chúc các bạn xem video mình buổi tối ngon. Và hẹn lại các bạn vào tin clip vào tối ngày mai nhá. Wow.